Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kết nối giao thương Việt Nam-Thái Lan, cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tại Lâm Đồng, nơi kết tinh tâm huyết trí tuệ của những người làm truyền hình. Lâm Đồng nâng cao hiệu quả tiếp công dân. Khánh Hòa, hơn 1.000 hộ dân mong chờ nước sạch. Hội nghị thượng đỉnh Anba vì một Mỹ Latin đoàn kết. Lâm Đồng không để nợ vốn nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 12 tại huyện Lạc Dương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương Việt Nam-Thái Lan năm 2018. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bà Trần Thị Thanh Mỹ, Tham tán Thương mại Việt Nam-Thái Lan cùng đại diện các sở ngành liên quan đã đến tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế của huyện Lạc Dương. Đến nay, toàn huyện hiện có 738 hectare sản xuất nông nghiệp trong nhà kính. Thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt gần 250 triệu một hectare. Trong đó, diện tích trồng rau trong nhà kính đạt từ 500 đến 800 triệu một hectare một năm. Diện tích trồng hoa ước đạt 800 đến 1 tỷ một hectare một năm. Huyện đã được phê duyệt 4 khu và 1 vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thu hút được 28 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã và 2 trang trại đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch dịch vụ hàng năm đều tăng. Năm 2018 ước đạt 1.600 lượt khách. Huyện Lạc Dương cũng đã giới thiệu một số định hướng phát triển và thu hút đầu tư trong tương lai, như tiếp tục đẩy mạnh nông nghiệp không hóa chất, thúc đẩy sản xuất chế biến sau thu hoạch, xây dựng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển nông nghiệp không hóa chất, phát triển và xây dựng mới các làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tiểu thủ công nghiệp, kết hợp phát triển loại hình du lịch dựa vào cộng đồng dọc tuyến quốc lộ 27C, đường Đông Trường Sơn. Phát biểu tại hội nghị, Tham tán Thương mại trưởng đoàn công tác của Thái Lan, bà Trần Thị Thanh Mỹ đã khẳng định, nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm, đánh giá cao về khả năng hợp tác, phát triển với Lâm Đồng trong các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch. Với vai trò là cầu nối, góp phần củng cố phát triển mối quan hệ giữa hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan muốn tạo cơ hội giao lưu, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực cho doanh nghiệp hai bên. Đại diện lãnh đạo địa phương ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác cũng như các doanh nghiệp Thái Lan dành cho tỉnh Lâm Đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng hy vọng qua hội nghị kết nối giao thương Việt Nam-Thái Lan lần này sẽ mang lại cơ hội cho các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp Thái Lan và Lâm Đồng. Để từ đó, hai bên cụ thể hóa các tiềm năng và cam kết trở thành những đối tác, bạn hàng tin cậy, hiệu quả và lâu bền, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan. Cũng tại hội nghị, 25 bản ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đã được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện tỉnh Lâm Đồng và trưởng đoàn công tác của Thái Lan, thể hiện tinh thần sẵn sàng và mong muốn được hợp tác cùng nhau của các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho biết qua 3 năm thực hiện đề án phát triển bò thịt cao sản, đến nay tổng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh đạt trên 87.000 con. Trong đó, tỷ lệ đàn bò lai đạt trên 67%, tương đương khoảng 58.000 con. Bò lai cao sản chiếm khoảng 12% tổng đàn bò lai với khoảng 7.000 con, tăng 7% so với 3 năm trước. Các địa phương có đàn bò thịt phát triển mạnh là huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Cát Tiên, Đà Tẻ, Lâm Hà, Duy Linh, v.v. Bên cạnh đó, công tác nhập nội lai tạo một số giống bò cao sản được người dân quan tâm đưa vào sản xuất, chăn nuôi tại các địa phương có đàn bò thịt phát triển. Đây là cơ sở để tỉnh đẩy mạnh số lượng và chất lượng đàn bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo nhận định của ngành chăn nuôi, nếu số lượng bò tăng trưởng đủ lớn và chất lượng cao, ngành sẽ tăng cường công tác hợp tác với các doanh nghiệp chế biến thịt gia súc lớn để ký kết các hợp đồng thu mua thịt bò đã qua sơ chế tại một số địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao giá trị chăn nuôi cho người dân. Với tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, huyện Lạc Dương là địa phương phù hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, nhất là những loại nông sản đặc sản có ưu thế như sầu hòa cao cấp. Đến nay, toàn huyện có 738 hecta sản xuất trong nhà kính, thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 225 triệu đồng.
Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện đã được phê duyệt 4 khu và một vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp huyện Lạc Dương cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, đất đai bạc màu, suy giảm đa dạng sinh học, bùng phát sâu bệnh do sử dụng quá nhiều hóa chất canh tác, phá hủy hệ sinh thái. Nguyên nhân chính là do người nông dân lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong nông nghiệp. Nhằm góp phần xây dựng một nền nông nghiệp an toàn và bền vững, huyện Lạc Dương đang tập trung định hướng sản xuất nông nghiệp không hóa chất cho người dân, và đây được xem là một hướng đi mới để sản xuất nông nghiệp bền vững tại Lạc Dương. Hiện đang kêu gọi hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, việc xác định các vùng quy hoạch sản xuất, các cây trồng phù hợp, xây dựng các mô hình điểm và nâng cao năng lực cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2018, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng 16 mô hình về sản xuất an toàn theo VietGAP. Bên cạnh đó, ngành cũng đã hỗ trợ nông dân quản lý dịch hại tổng hợp trên cà chua, khoai tây, cải bắp, ớt ngọt, xà lách, cà rốt, dâu tây và chè. Các mô hình áp dụng quy trình canh tác tổng hợp từ chọn giống, đất đai, bón phân, quản lý dịch hại tổng hợp, trong đó ưu tiên sử dụng các giải pháp thân thiện với môi trường như sử dụng bẫy bã, bảo vệ thiên địch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc. Nhờ vậy đã giảm từ 4 đến 5 lần thuốc bảo vệ thực vật mỗi vụ, nhưng năng suất các mô hình đều tương đương và cao hơn từ 5 đến 10% so với tập quán canh tác của nông dân trước đây. Sản phẩm thu hoạch từ các mô hình đều được kiểm tra đảm bảo an toàn về dư lượng kim loại nặng, vi sinh vật và thuốc bảo vệ thực vật. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tại Lâm Đồng, nơi kết tinh tâm huyết, trí tuệ của những người làm truyền hình. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tạo điều kiện giúp nông dân, người lao động gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, sáng nay tại Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Ban giám khảo chấm ảnh những người làm truyền hình đã tổ chức vòng chấm sơ loại. Cuộc thi ảnh những người làm truyền hình năm nay, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm của các đài truyền hình trên cả nước gửi về dự thi. So với những kỳ liên hoan trước, năm nay số lượng ảnh tiếp tục tăng lên đáng kể. Số lượng ảnh thì nó cũng có thể phân ra nhiều loại được, là ảnh tác nghiệp truyền hình và ảnh phong cảnh quê hương, về quê hương đất nước, rồi ảnh chân dung. Với tiêu chí chung của trong ban tổ chức là chúng tôi chọn ra những ảnh mà tác nghiệp truyền hình, bởi cái đấy mới là nêu đến những công việc hàng ngày mà các em biên tập, đạo diễn hay là phóng viên. Không chỉ tăng số lượng, chất lượng ảnh và tính nghệ thuật gửi về dự ảnh, người làm truyền hình cũng được thể hiện đa dạng, phong phú, đặc biệt là những vấn đề mang tính thời sự qua góc nhìn của phóng viên, biên tập viên, quay phim trên cả nước. Điều này đã thể hiện dấu ấn của hoạt động truyền hình các vùng miền, phản ánh kịp thời các sự kiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng ảnh đấy thì cũng rất phong phú của các vùng miền mà các biên tập viên, mà các biên tập viên, phóng viên đã ghi lại những khoảnh khắc đời thường khi người ta cuộc sống hàng ngày diễn ra. Với chất lượng như này cũng đều đạt được cái tiêu chí chung của cuộc liên hoan truyền hình toàn quốc lần này đã đưa ra. Trong số hơn 200 tác phẩm, ban tổ chức đã phân loại 105 ảnh để trưng bày triển lãm trong hoạt động của liên hoan, đồng thời chọn ra 10 tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 12, 2018 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với 9 thể loại dự thi bao gồm chương trình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, chương trình về chuyên đề khoa giáo, giao lưu đối thoại, tọa đàm, chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, ca múa nhạc, sân khấu và phim truyền hình. Thời gian qua, việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đáp ứng niềm tin trong nhân dân, kịp thời xử lý, giải quyết và đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân, tập thể trên địa bàn. Năm 2018, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện hơn 2.340 lượt tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Qua đó đã hướng dẫn giải thích 860 vụ việc, tiếp nhận hơn 1.320 vụ việc,
trong đó có trên 1.130 vụ được tiếp nhận giải quyết và 189 vụ được giải quyết. Cùng với đó thực hiện có hiệu quả việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền 407 trên 482 đơn thư khiếu nại tố cáo, đạt trên 84% số đơn được giải quyết. Lĩnh vực tiếp công dân khiếu nại, đơn thư phản ánh chủ yếu đề cập đến những vấn đề liên quan quản lý đất đai, môi trường, phát triển hạ tầng giao thông. Vì thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại đã đáp ứng niềm tin trong nhân dân, kịp thời xử lý, giải quyết và đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân tập thể trên địa bàn. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 29.000 lao động được giải quyết việc làm, tăng 1,7% so với năm 2017. Trong đó có trên 9.500 lao động có việc làm mới, tăng 0,5%. Lao động người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%. Ngoài nghề nông nghiệp, lao động có cơ hội được làm việc ngành nghề phi nông nghiệp tại các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, các dự án đầu tư, hợp tác xã, hộ gia đình. Theo ngành Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đào tạo cho gần 39.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt hơn 60%, lao động có chứng chỉ đạt gần 50%. Việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tạo điều kiện giúp nông dân, người lao động gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng mức thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trung bình hàng năm tại Lâm Đồng lên khoảng từ 4.200 đến 4.600 tấn. Theo đó, ước tính tỷ lệ bao bì chai nhựa chiếm khoảng 10%, gói và các loại khác chiếm 5%. Trong đó, chai nhựa chiếm 70%, tương đương với lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh, khoảng từ 300 đến 400 tấn một năm. Đối với rác thải từ quá trình sản xuất trong quá trình canh tác rau hoa công nghệ cao, đã phát sinh rác thải như khay, nhựa, vi xốp, màng phủ lúm. Với lượng rác thải ước tính khoảng trên 1.700 tấn, chủ yếu là ni lông. Cho tới nay, lượng bao gói rác thải và tiêu hủy đúng quy định hàng năm chỉ đạt 18,4 tấn trên 391 tấn, chiếm 4,7%. Hiện ngành Tài nguyên Môi trường đã triển khai 4 mô hình thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đào Oai và Đà Lạt. Tuy nhiên hiện nay, hiệu quả của các mô hình này chưa cao do việc thu gom và xử lý các loại rác này còn nhiều bất cập. Tối hôm qua 15 tháng 12, hàng ngàn người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tập trung về quảng trường Lâm Viên và một số địa điểm công cộng khác để theo dõi trận chung kết qua màn hình LED, trận đấu lượt về giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ AFF Cup 2018. Với một không khí cổ vũ hết sức cuồng nhiệt, ghi nhận của phóng viên thời sự. Mặc dù tối hôm qua tại thành phố Đà Lạt trời mưa, tuy nhiên hàng ngàn cổ động viên người hâm mộ bóng đá trên địa bàn thành phố Đà Lạt vẫn tập trung rất đông tại quảng trường Lâm Viên để theo dõi qua màn hình LED trận chung kết lượt về giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội Malaysia trong khuôn khổ AFF Cup 2018 diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Một không khí cổ vũ hết sức cuồng nhiệt, cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu đồng hành cùng với các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Rất là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Đội tuyển Việt Nam mình đá quá luôn, là xuất sắc. Chưa bao giờ Việt Nam mạnh như vậy. Hôm nay em được xem cái trận đấu bóng đá tại thành phố Đà Lạt thì thấy người dân ở thành phố Đà Lạt cổ vũ rất là nhiệt tình, rất là ấm áp. Nói chung là tất cả các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam mình ai em cũng thích hết. Bước vào trận đấu với chiến thuật hợp lý cũng như sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc để giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển bóng đá Malaysia. Chung cuộc sau hai lượt trận, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 để lên ngôi vô địch trước niềm vui vỡ òa của người dân cả nước. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi trận đấu kết thúc, rất đông người dân Đà Lạt đã đổ ra các tuyến đường khu vực Hòa Bình, Trần Quốc Toản, Ngã năm Đại học và đường 3 tháng 2 để mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam với một không khí rất cuồng nhiệt. Có lẽ với những người dân Đà Lạt thì đây là trận đấu đáng nhớ nhất với họ sau 10 năm chờ đợi. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Cùng với nhiều vườn hoa khác đang chuẩn bị khoe sắc cho mùa xuân mới, thì dịp Tết Kỷ Hợi, thung lũng hoa hồng của nông dân Trần Văn Đắc ở phường 3 Đà Lạt sẽ giới thiệu đến người dân và du khách 200 gốc hoa hồng bonsai
trong tổng số gần 2.000 gốc hoa hồng được ông Đắc sưu tầm và chăm sóc trong suốt 20 năm qua. Mỗi gốc hồng bonsai có những dáng đẹp lạ khác nhau với giá bán từ 10 triệu đến vài trăm triệu. Đây cũng là một trong những địa chỉ tại điểm nhấn cho người dân và du khách tìm đến khám phá, chọn lựa cho không gian nhà thêm sinh động và rực rỡ sắc xuân. Tối hôm qua 15 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt, công ty Viettravel đã tổ chức đêm vinh danh giải thưởng World Leader Group Tour Operator Viettravel Đà Lạt. Trước đó tại Bồ Đào Nha, Viettravel là doanh nghiệp lữ hành duy nhất của Việt Nam lần thứ hai liên tiếp được vinh danh ở hạng mục World Leader Group Tour Operator, nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới của Giải thưởng Du lịch Thế giới 2018 WTA. Sau khi được vinh danh ở vòng châu Á-Thái Bình Dương, để kỷ niệm danh hiệu này, chiếc cúp WTA sẽ được thực hiện một hành trình luân chuyển qua các chi nhánh từ Bắc chí Nam trong thời gian từ 5 tháng 12 đến 21 tháng 12. Được biết, tháng 9 2016 thì Viettravel đã có chi nhánh tại thành phố Đà Lạt. Trong khoảng thời gian đó, ngoài hoạt động kinh doanh, thì Viettravel Đà Lạt cũng tổ chức các chương trình kết nối cộng đồng tại thành phố Đà Lạt. Tại đêm vinh danh, Viettravel chi nhánh Đà Lạt cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như lời cảm ơn và tin tưởng của khách hàng trong thời gian qua. Gia đình đổ vỡ thì những đứa trẻ phải sống trong cảnh bơ vơ lạc lõng vì thiếu bờ vai mạnh mẽ của cha để nương tựa. Hơi ấm còn lại chỉ có vòng tay của mẹ để nâng bước che chở. Vậy mà cuộc sống trớ trêu lại nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc duy nhất còn lại của hai đứa trẻ. Đó là hoàn cảnh của hai anh em Nguyễn Ngọc Hân và Đình Huy ở thôn Tân Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Cha mất đi vì một cơn đột quỵ và chưa đầy một tháng sau, mẹ của hai em cũng vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh suy thận. Thế là hai mảnh đời côi cút phải trải qua những ngày tháng với biết bao thiếu thốn cái ăn, cái mặc lẫn tình yêu thương gia đình. Hân và Huy sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Dù cuộc sống nghèo khổ, nhưng căn nhà nhỏ ở thôn Tân Lạc 2, xã Đinh Lạc, những năm trước đây luôn rộn rã tiếng cười vì có đủ đầy tất cả những thành viên trong gia đình. Nhà không có đất, cha và mẹ Hân phải làm thuê để kiếm sống và nuôi hai đứa con. Đình Huy, em trai của Hân, mắc bệnh bẩm sinh từ nhỏ, không thể tự đi đứng, không nhận thức được mọi việc xung quanh. 18 tuổi, nhưng Huy cũng chỉ như đứa trẻ lên ba. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân chăm sóc. Nhìn thấy cha mẹ cực khổ, làm lụng để nuôi con, Hân xin nghỉ học và đi làm công nhân kéo đường dây cho một công ty viễn thông để phụ giúp cha mẹ. Cách đây 2 tháng, tai nạn bỗng dưng đổ ập xuống gia đình em khi cha em bỗng dưng đột quỵ qua đời. Chưa đầy 1 tháng sau, mẹ em cũng vĩnh viễn rời xa hai anh em vì căn bệnh suy thận. Ngày xưa thì gia đình em thì em sẽ đi làm nhiều lâu, nhưng mà ba mẹ vẫn nhắc em về. Ba mẹ với em và em trai vẫn ngồi ăn cơm với nhau. Bữa nay thì hết rồi. Vì đó là tiệc sinh nhật của em rồi. Ba mẹ em có tổ chức cho em. Mẹ cũng có mua cho em một món quà nữa. Rồi bây giờ em là coi như mất hết tất cả rồi. Từ ngày bố và mẹ mất đi, Hân xin nghỉ việc hẳn để ở nhà chăm sóc em trai. Đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng Hân phải chịu đựng gánh nặng mất đi người thân. Giờ đây, cuộc sống của Hân và em trai như ngọn đèn trước gió, khi không biết nương tựa vào ai. Vì ông bà ngoại cũng đã già và cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ngày mẹ theo cha về thế giới bên kia, Hân phải đảm nhận luôn vai trò là một người mẹ, một người cha và một người anh trong gia đình. Vừa kiếm tiền để lo lắng cho gia đình, vừa phải chăm sóc đứa em tật nguyền. Một gia đình ấm êm bỗng tan hoang, chỉ sau hơn 1 tháng, chỉ vì căn bệnh quái ác giáng xuống cha và mẹ của hai đứa nhỏ. Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Đinh Lạc cho biết, gia đình em Hân thuộc diện hộ nghèo khó khăn nhất xã. Những năm qua, địa phương cũng đã hỗ trợ nhiều cho gia đình như tặng quà Tết. Sau khi ba mẹ em mất, chính quyền địa phương cũng đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình em để em vượt qua khó khăn. Mong rằng là tất cả các mạnh thường quân, rồi các đại lý doanh nghiệp, rồi các tổ chức, các câu lạc bộ là
cố gắng là tạo điều kiện thì giúp đỡ cho gia đình. Có đến tận nơi hai anh em sinh sống mới cảm nhận được hết những bất hạnh trước cảnh nghèo, cảnh bơ vơ thiếu cha vắng mẹ mà hai anh em Hân và Huy phải gánh chịu. Đôi vai của Hân giờ đây phải oằn thêm gánh nặng nuôi đứa em tật nguyền. Trước hoàn cảnh khó khăn của hai anh em, bà con trong thôn cũng đã giúp đỡ các em ít nhiều về vật chất lẫn tinh thần. Giữa dòng đời nổi chìm khốn khó, cái tình ấy đã giúp cho anh em Hân gượng dậy sau giông tố cuộc đời. Hy vọng rằng những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẽ mở rộng vòng tay giúp đỡ cho hai anh em mồ côi, như góp một bàn tay cho cái tình ấy thêm nồng ấm. Cho em Hân có thêm nghị lực vượt qua sóng gió để chăm sóc đứa em tật nguyền. Dẫu biết rằng con đường phía trước của hai anh em Hân Huy còn lắm thác ghềnh, nhưng tin rằng Hân sẽ vượt qua để đủ sức lo lắng cho gia đình, chăm sóc em trai và vượt qua số phận bất hạnh của mình. Phần tin trong nước và quốc tế. 2.500 hộ dân tỉnh Khánh Hòa trông chờ vào nguồn nước sạch khi không thể dùng nước giếng để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Tổ chức Thương mại Thế giới cần có những biện pháp đối phó với các biện pháp ép buộc đơn phương đi ngược lại hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đe dọa tới hòa bình và an ninh thế giới. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án PT xây dựng chuyển giao qua phương thức đổi đất lấy hạ tầng. Theo đó, Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chỉ đạo của Chính phủ để hợp thức hóa sai phạm trong đầu tư dự án BT. Nếu dự án vi phạm thì phải hủy hợp đồng. Thủ tướng yêu cầu nếu trường hợp chủ đầu tư BT bị phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước thì phải thực hiện điều chỉnh lại hợp đồng BT. Nếu chủ đầu tư bị phát hiện vi phạm về luật về ngân sách nhà nước, xây dựng, quản lý đất đai, đấu thầu thì phải tự hủy hợp đồng dự án, thu hồi ngay tài sản nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo nghị quyết theo đúng hướng tập trung xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đã ký hợp đồng BT trước ngày 1/1/2018. Theo báo cáo tổng kết của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm 2018 tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 36 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 16% so với năm 2017. Như vậy, 2018 được đánh giá là năm xuất khẩu thành công nhất của ngành dệt may Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Trong số hơn 36 tỷ đô la Mỹ tổng kim ngạch xuất khẩu, hàng may mặc đạt hơn 28 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 14%, xuất khẩu vải đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 25%, đặc biệt là xuất khẩu vải không dệt đạt 528 triệu đô la Mỹ và xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may đạt 1,23 tỷ. Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 21,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với năm ngoái. Giá trị thặng dư ước đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 14%, tỷ lệ giá trị tăng thêm đạt 47%, giảm 0,7 điểm phần trăm so với năm 2017. Tín hiệu tình hình đơn hàng cho năm 2019 có khả quan, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng cho 6 tháng đầu năm và thậm chí là cả năm 2019. Năm 2019, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề ra mục tiêu phát triển ngành, phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 40 tỷ đô la Mỹ, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho 2,85 triệu lao động. Nước giếng bị ô nhiễm, mua nước giá cao từ khu công nghiệp gần đó, dùng thì thỉnh thoảng nước vẫn bị nhiễm đục, có mùi hôi là tình trạng đang diễn ra với hơn 1.000 hộ dân tại 3 thôn thuộc xã Suối Tân, huyện Cam Lâm từ nhiều năm nay. Câu chuyện khát nước sạch đã được cử tri địa phương nhiều lần kiến nghị với các cấp có thẩm quyền. Mong muốn của người dân lâu nay là sớm được sử dụng nước sinh hoạt với giá cả ổn định và chất lượng đảm bảo. Có giếng nhưng lại bỏ hoang vì nước nhiễm phèn. Mua nước từ khu công nghiệp Suối Dầu nhưng cũng chỉ để phục vụ các nhu cầu cơ bản như tắm giặt, còn ăn uống lại phải mua nước bình đóng chai là câu chuyện không chỉ riêng của gia đình bà Nguyễn Thị Tiềm, thôn Đồng Cao, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm từ nhiều năm nay. Từ ngày nước nó bị ô nhiễm á, thì không có xài được nữa. Đó, rồi tôi phải mua cái nước bình này, tôi về tôi xài, tôi uống, tôi nấu ăn. Mà sau này là tôi xài nước máy. Nước máy mà nó có nhiều hồ đó, nó ho hỉnh làm như trứng gà ung vậy, thành cũng không có bảo đảm được. Thì trước mắt thì bà con ở đây thì họ dùng thì
hồi xưa giờ thì cũng không có cái thông báo hoặc là cái cơ quan chức năng nào là giám sát cái chất lượng nước, cho nên là chỉ biết là khu nghiệp cung cấp nước sạch thì là biết nước sạch, chứ còn thực tế dân thì họ không có biết là cái nó sạch hay nó không sạch. Nhưng mà trước mắt thì xài bao nhiêu năm nay rồi thì cũng cứ vẫn xài bình thường vậy thôi. Ban quản lý đưa ra cái giá nó so với lại cái giá nước ở thành phố, thì ở nông thôn đây thì cái giá nước nó quá cao so với thành phố luôn á, giá nước là tương đối cao. Toàn xã Suối Tân có hơn 2.500 hộ. Từ trước đến nay, người dân nơi đây đều dùng nước giếng để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Tuy nhiên, do nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, nên năm 2012, Ủy ban Nhân dân xã Suối Tân đã làm việc với công ty cổ phần khu công nghiệp Suối Dầu và được đồng ý cung cấp nước cho các hộ dân quanh khu công nghiệp. Thời gian đầu có khoảng 400 hộ mua nước, nhưng đến nay con số này đã lên hơn 1.100 hộ, tập trung ở 3 thôn Dầu Sơn, Cây Xoài và Đồng Câu. Tuy nhiên, việc cung cấp nước của khu công nghiệp Suối Dầu bị hạn chế về số lượng do đơn vị phải đảm bảo cung cấp nước cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp. Ngoài ra, chất lượng nguồn nước cũng chưa được kiểm định bởi đây là nước phục vụ sản xuất công nghiệp. Thêm vào đó, giá nước cũng rất cao so với thành phố Nha Trang, 6.400 đồng một mét khối đối với 10 khối đầu tiên. Từ trên 10 khối đến 12 khối, giá hơn 8.600 đồng một mét khối. Từ trên 12 khối đến 14 khối là hơn 10.500 đồng một mét khối. Nước thì cơ bản nước thì dân đang sử dụng nước của từ nguồn khu công nghiệp là chính. Còn về tại trên địa bàn xã thì có một nhà máy đang sử dụng, đó là đang đứng vào hoạt động, là nhà máy cung cấp nước Khánh Hòa. Từ vừa rồi thì xã cũng đã có kiến nghị để đảm bảo được nguồn nước cho bà con sử dụng, thì xã đã có kiến nghị với công ty cổ phần cấp nước Khánh Hòa của tỉnh để đầu tư cái đường ống trên địa bàn xã để cấp nước cho bà con. Thì hiện nay thì cơ bản thì hiện nay bên công ty nhà máy thì cũng đang tiến hành lắp đặt cái đường ống trên địa bàn xã, thì đầu tháng 12 này đã lắp đặt đường ống, thì dự kiến đến quý 1 năm 2019 là trên địa bàn xã của Suối Tân là các hộ dân đã sử dụng được nguồn nước của từ công ty cấp cổ phần cấp nước Khánh Hòa. Để giải quyết việc cấp nước cho người dân địa phương, từ đầu năm 2018, công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa đã bắt đầu lập phương án cấp nước. Hiện tại, công ty đang thi công tuyến phân phối để đưa nước về các hộ ở xã Suối Tân. Dự kiến trong quý 1 2019, các khu dân cư ở xã Suối Tân sẽ được cung cấp nước sạch với giá cả ổn định từ nguồn của công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa, qua đó chấm dứt tình trạng khát nước sạch của địa phương từ nhiều năm nay. Mỹ Latin và vùng Caribe cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để củng cố quá trình hội nhập khu vực. Đây là một trong những nội dung của tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh thường kỳ lần thứ 16 của Liên minh Bolivar và các dân tộc châu Mỹ diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba. Trong tuyên bố chung của khối, ANBA cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để củng cố quá trình hội nhập khu vực, đóng góp vào việc xây dựng một trật tự quốc tế mới mang tính dân chủ, đại đồng, công bằng và cân đối, với sự bình đẳng mang tính tự chủ giữa các nhà nước và tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc. Chúng ta ý thức được sức mạnh tập thể theo những nhu cầu thực tiễn và biến chúng ta thành những nhân tố quyết định trong thời đại của mình. Chúng ta cần đặt những nguồn lực có giới hạn của chúng ta vào những điều cơ bản. Tư tưởng kinh tế của những nước thành viên phải tiến tới một tầm nhìn Mỹ Latin và Caribe, một tầm nhìn kết nối. Vai trò của ANBA như một dự án hội nhập và kết nối duy nhất của các dân tộc Mỹ Latin từng có khả năng đến với những gia đình nghèo khó, mang lại cho họ bình yên, sức khỏe, giáo dục, tình hữu ái, cuộc sống và diện mạo. Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước Bolivar, Nicaragua cũng phản đối các biện pháp ép buộc đơn phương đi ngược lại hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đe dọa tới hòa bình và an ninh thế giới, yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới có những biện pháp đối phó với những vi phạm theo hình thức này. Hôm qua, giới chức lãnh đạo Palestine đã lên án quyết định vô trách nhiệm của Australia khi công nhận khu vực Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế. Trong một tuyên bố, quan chức cấp cao Palestine, ông Saeb Erekat cho biết quyết định của Australia mở một văn phòng thương mại tại khu vực Tây Jerusalem vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Australia trở thành một trong số ít nước hưởng ứng quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận thành phố tranh chấp này là thủ đô của Israel. Thị trường xuất khẩu hoa Hà Lan vốn nổi tiếng thế giới bởi chất lượng và giá thành. Tuy nhiên hiện nay, mặt hàng này đang gặp khó khăn vì tiến trình Brexit khiến hoa tươi kẹt lại biên giới. Đây là chợ hoa lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một phần thiết yếu đối với kinh tế Hà Lan. Vương quốc Anh là thị trường xuất khẩu hoa lớn thứ ba của Hà Lan. Với tiến trình Brexit, số lượng hoa xuất khẩu từ Hà Lan vào Anh sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc bảo quản lãnh hoa tại biên giới không được tốt trong vòng 2 năm trở lại đây. Bởi vậy, sức mua hoa của người Anh cũng giảm trong những năm này. Trong ngành này, hoa luôn phải giữ được tươi nhất khi xuất khẩu. Nhưng Brexit có thể khiến số lượng lớn hoa xuất khẩu phải kẹt lại ở biên giới. Tiếp theo là một số thông tin văn hóa quốc tế đáng chú ý. Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet Mama 2018 đã chính thức khép lại sau 3 đêm trao giải diễn ra tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông. Không quá bất ngờ, BTS thắng lớn với cú ăn ba Daesang, bao gồm biểu tượng toàn cầu của năm, album của năm và nghệ sĩ của năm, trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử K-pop làm được điều này tại một lễ trao giải. Mặc dù còn nhiều tranh cãi, nhưng mùa thứ 10 của giải thưởng mang tham vọng trở thành Grammy Hàn Quốc này vẫn đủ để trở thành một kết thúc đẹp cho một năm K-pop nhiều biến động và bùng nổ mạnh mẽ. Hàng trăm người yêu thích Pikachu đã tập trung bên bãi biển Sentosa để tham dự cuộc diễu hành đầu tiên của nhân vật này bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Chín chú Pikachu có gắn đèn LED đã diễu hành 100m trước khi dừng chân nhảy múa tại trung tâm Palawan Green của Singapore. Ai nấy đều phấn khích với những chú Pikachu đáng yêu, ánh sáng lung linh huyền ảo và âm nhạc sôi động. Một loạt phục trang của các diễn viên trong bộ phim The Favourite đã được trưng bày tại cung điện Kensington ở thủ đô London của Anh. Điều đặc biệt là số trang phục này được trưng bày tại chính căn phòng mà bộ phim về hoàng gia lấy cảm hứng để dựng bối cảnh. The Favourite của hãng phim Fox Searchlight lấy bối cảnh từ thế kỷ 18. Phim có sự tham gia của Olivia Colman, Rachel Weisz và Emma Stone. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, ngoài sự vào cuộc của hệ thống chính quyền các cấp thì tỉnh Lâm Đồng đã lấy người dân làm chủ thể, huy động sức dân là chính trong triển khai các công trình, nhất là xây dựng kiên cố hóa hệ thống giao thông và các công trình xây dựng cơ bản để tránh nợ động trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, qua nhiều năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên một diện mạo cho các địa phương của tỉnh Lâm Đồng. Những công trình giao thông, công trình xây dựng thiết yếu đã góp phần giúp huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Nguyên và nhiều xã trong tỉnh đạt tiêu chí của chương trình. Nhưng quan trọng hơn hết là qua triển khai, nhờ huy động các nguồn lực, lấy người dân làm chủ thể, Lâm Đồng là một trong 46 tỉnh thành của cả nước không để nợ vốn xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Con đường bê tông dẫn vào tổ dân phố Thành Nghĩa, thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương giờ trở nên khang trang sạch đẹp và cũng là niềm mơ ước sau bao năm sinh sống của người dân nơi đây. Nhưng hơn hết, con đường được hoàn thành từ nguồn vốn đóng góp của người dân. Ngoài 236 triệu đồng từ nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, thông qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã đóng góp trên 300 triệu đồng xây dựng tuyến đường. Nói chung là bà con rất phấn khởi đồng tình, vì con đường là mơ ước của tất cả nhiều người. Và cái đồng thời nữa là khi có con đường thì cái vận chuyển hàng hóa, dân sinh, kinh tế phát triển thì nó nói chung cái chỉ đạo của cấp trên là rất phù hợp với lòng dân, cho nên bà con ủng hộ rất tốt. Thế từ cái chỗ là dân biết, dân bàn, dân cùng làm, cho nên việc đóng tiền là rất suôn sẻ. Về cái vốn thì nhà nước cũng có giới hạn, cho nên là cũng xin từ những nguồn vốn là nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì nói chung khi về chúng tôi cũng đã họp các ban trong tổ dân phố, chi bộ tổ dân phố và triển khai cho đến tầng hộ dân, và hầu như bà con ở trên địa bàn thì cũng rất tích cực. Vận động bà con thì đa số là cũng đồng tình, những hộ khó khăn nhất họ cũng rất nhiệt tình trong vấn đề để thi công đường. Qua triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã huy động được hơn 57.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó ngân sách nhà nước hơn 7.000 tỷ, chiếm gần 12%. Vốn tín dụng hơn 36.000 tỷ, chiếm gần 60%. Tổ chức doanh nghiệp gần 5.000 tỷ đồng, chiếm gần 10%.
huy động sức dân đóng góp trên 10.000 tỷ đồng để xây dựng nhiều tuyến đường dân sinh, công trình phúc lợi xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đưa 87 xã vào huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh. Con số nêu trên cho thấy, nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng được huy động từ nhân dân là rất lớn và cũng đã thể hiện sự đồng thuận cao của nhân dân đối với chủ trương xây dựng chương trình. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không chỉ hiện hữu trên những công trình mà tác động lan tỏa trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân địa phương. Đây chính là sức mạnh làm nên những thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng. Để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi làm cái công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân và cái ý thức trách nhiệm, nhận thức của người dân. Đây là cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy là các công trình của địa phương hoặc là các cái dự án của nơi khác về, mà đặc biệt là trong năm 2017 và 18 này chúng tôi được sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội một số vốn, cho nên là cũng huy động bà con nhân dân tiếp tục hỗ trợ thêm 10% nữa để tiến hành xây dựng thêm các công trình khác, và bà con cũng nhiệt tình ủng hộ. Và những cái dự án chỗ làm xã làm chủ đầu tư thì cũng không có tình trạng nợ tiền công của chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện đã trẻ bắt đầu bắt tay xây dựng nông thôn mới thì không bao giờ để nợ đồng xây dựng nông thôn mới. Thì cách làm của huyện thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch ngay từ đầu năm. Huyện lường sức dân để mà có cái phân bổ ngân sách để mà hỗ trợ cho các cái địa phương để mà đầu tư xây dựng nông thôn mới. Thì trên cơ sở là lượng khả năng của người dân thì các cái địa phương huy động sức dân cùng với nhà nước theo cái tỷ lệ quy định của tỉnh. Thì quan điểm thì điều cơm gắp mắm, với có tiền tới đâu thì mình làm tới đấy. Mình không làm những cái việc nó quá khả năng của mình. Tôi là tính toán và để là năm nào thì chúng tôi thực hiện dứt điểm năm đó. Và hai nữa là khi đầu tư thì mình xác định cái lộ trình, cái thứ tự ưu tiên, để cái gì cần thiết trước thì mình làm trước. Đấy. Thì làm để đâu dứt điểm đến đó và không để dây dưa kéo dài. Đến thời điểm này, Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu Tây Nguyên về kết quả xây dựng nông thôn mới và là một trong 46 tỉnh thành của cả nước không để nợ vốn xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện được điều này, kinh nghiệm cho thấy ngoài sự vào cuộc của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, thì tỉnh Lâm Đồng đã lấy người dân làm chủ thể, huy động sức dân là chính trong triển khai các công trình, nhất là xây dựng kiên cố hóa hệ thống giao thông và các công trình xây dựng cơ bản. Hầu hết các công trình khi được triển khai đều được công khai dân chủ theo phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Việc giám sát chất lượng công trình đều do người dân địa phương thực hiện. Trong những giải pháp để xây dựng cái nông thôn mới thì phải nói là giải pháp đầu tiên là công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến với nhân dân, và để nhân nhận thức hiểu rõ được cái tầm giá trị và hiểu được xây dựng nông thôn mới là như thế nào, và nhân dân phải làm là chính và nhà nước sẽ là hỗ trợ. Và khi mà có sự đồng thuận của nhân dân và nhân dân nhận thức ra và hiểu thì người ta sẽ đồng tình với mình để người ta đồng thuận cao và người ta làm hoàn thành rất là tốt. Tôi có quan điểm là có tiền thì mới làm, còn không có tiền thì chúng ta xác định đó là không thể triển khai được, vì nếu triển khai thì sẽ gây ra chuyện nợ kinh phí xây dựng nông thôn mới. Đây là điều bức bối và cũng không nên. Cho nên là đây là một quan điểm rất tốt. Và đến nay thì huyện Đơn Dương các đề án về phát triển giao thông nông thôn tính thời gian này hoàn thành rất là tốt, kết quả đạt hiệu quả mỹ mãn. Bên cạnh việc huy động tổng nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, thì một trong những thành công của xây dựng nông thôn mới là làm đổi thay nhận thức của người dân nông thôn, tạo nên sức bật và làm thay đổi diện mạo của các vùng quê. Với thành công nêu trên là điều kiện hết sức thuận lợi để Lâm Đồng đặt ra mục tiêu năm 2020 có ít nhất 110 xã và từ 6 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, tạo tiền đề xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển hiện đại, bền vững. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.